Xin chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng đi tìm hiểu về phân môn hình học lớp 7. Thì trong hình học lớp 7 mình sẽ có tất cả là 3 chương. Và ngày hôm nay mình sẽ đi tìm hiểu về chương đầu tiên của hình học lớp 7. Đó là chương số 1. Chương 1, đường thẳng, vuông góc, đường thẳng, song song. Thì trong chương này mình sẽ có tất cả là 7 bài. Và bài hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu về bài số 1. Đó là bài hai góc đối đỉnh. Vậy thì trong bài hai góc đối đỉnh này, cô sẽ trình bày tất cả những phần như sau. Phần thứ nhất, thế nào là hai góc đối đỉnh? Phần thứ hai là tính chất của hai góc đối đỉnh. Phần thứ ba là phần luyện tập. Và phần thứ tư là phần hướng dẫn học bài ở nhà. Vậy thì cô và các em sẽ cùng bắt đầu. Mình sẽ tìm hiểu phần đầu tiên, phần thế nào là hai góc đối đỉnh. Bây giờ cô sẽ có một câu hỏi đối với các em như sau. Câu hỏi này là mình sẽ ôn tập lại kiến thức của mình đã học ở năm lớp 6. Cho hai góc x, cho góc XOY vẽ tia OX phẩy là tia đối của tia OX, tia OY phẩy là tia đối của tia OY. Và bây giờ cô sẽ cho hình ảnh của góc XOY ha. Muốn vẽ được tia đối của tia OX phẩy thì các em có thể sử dụng thước. Sau đó mình kẻ một đường ngược lại đối với lại tia OX, giống như ở phần trên của cô đã kẻ, thì mình sẽ được là tia OX phẩy. Tương tự đối với tia OY, mình cũng sẽ đặt thước trùng với lại tia OY và mình kẻ hướng ngược lại với OY thì mình sẽ được là tia OY phẩy. Như vậy, bằng thao tác kẻ hai lần như trên thì cô sẽ được tia OX phẩy và tia OY phẩy sẽ là tia đối của tia OX và tia đối của tia OY. Sau khi các em kẻ cho cô hai tia đối thì bây giờ các em nhìn trên cái hình của cô, các em sẽ thấy là trên hình này mình tạo thành được là các góc, đó là góc XOY, góc XOY phẩy, X phẩy OY phẩy và góc X phẩy OY. Mình sẽ có 4 góc này. Và cô sẽ đánh dấu ở đây là các góc O1, O2, O3 và O4. Vậy thì bây giờ các em nhìn vô cho cô, đó là hai góc, góc O1 và góc O3. Hai góc này cô đã tô đậm lại đây, các em có thể nhìn kỹ đây ha. Thì hai góc O1 và góc O3 này, người ta sẽ gọi đây là hai góc đối đỉnh. O1 và O3 là hai góc đối đỉnh. Vậy thì thế nào là hai góc đối đỉnh? Thế nào sẽ là hai góc đối đỉnh? Thì dựa vào phần các em vừa vẽ thì mình có thể đưa ra được cái định nghĩa của hai góc đối đỉnh như sau ha. Hai góc đối đỉnh sẽ là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối một cạnh của góc kia. Vậy thì mình có thể nhìn thấy ở đây đó là gì? OX là tia đối của OX phẩy, OY là tia đối của tia OY phẩy, nên mình sẽ có được góc O1 và góc O3 sẽ là hai góc đối đỉnh. Tương tự như vậy thì mình sẽ có được đó là O2 và O4 sẽ là hai góc đối đỉnh. Vậy thì ở trên cô đã vừa giới thiệu với các em biết thế nào là hai góc đối đỉnh ha. Các em có thể thấy là hai góc đối đỉnh nó được tạo bởi đó là hai đường thẳng cắt nhau. Các bạn có thể nhìn thấy cho cô đây, hai đường thẳng đây. X phẩy và Y phẩy cắt nhau tại O thì mình sẽ tạo ra được các cặp góc đối đỉnh đó là O1 và O3, O2 với lại O4 sẽ là các cặp góc đối đỉnh ha. Dựa vào phần định nghĩa cô vừa mới trình bày ở trên, các em làm cho cô bài tập sau. Trong hình vẽ dưới đây, cặp góc nào đối đỉnh và vì sao? Cô sẽ cho các bạn một số những cái hình ảnh ở trên đây. Có tất cả là 5 hình. Vậy thì trong 5 hình này, các bạn hãy tìm cho cô các cặp góc đối đỉnh. Đầu tiên mình sẽ đi tìm xem hình thứ nhất có cặp góc đối đỉnh hay không ha. Và trong hình thứ nhất thì ở đây mình sẽ có được là AX và
AI là hai tia đối nhau ha. Nhưng A y phẩy và AX phẩy thì không thể làm là hai tia đối nhau được. Cho nên ở đây mình sẽ không có được hai góc đối đỉnh ở trong hình thứ nhất. Tương tự như vậy đối với lại hình số 3 và hình số 4, hình số 5, mình cũng sẽ không tìm được tia đối của một cạnh góc này với cạnh góc kia. Cho nên mình không có được hai góc đối đỉnh ở trong các hình 1, hình 3, hình 4 và hình số 5. Như các em nhìn về hình số 2, các bạn có thể thấy cho cô đó là BX và BY là hai tia đối nhau, BZ và BT cũng là hai tia đối nhau. Như vậy cô sẽ có được góc XBZ đối đỉnh với góc YBT, hay góc XBT đối đỉnh với lại góc ZBY. Như vậy ở đây mình có được hình số 2 sẽ chứa các cặp góc đối đỉnh trong năm hình này. Vậy thì trong phần đầu tiên, thế nào là hai góc đối đỉnh, cô đã giới thiệu cho các bạn rất kỹ thế nào là hai góc đối đỉnh. Vậy thì hai góc đối đỉnh sẽ có những tính chất gì? Thì mình sẽ đi sang phần 2 nhỏ, đó là tính chất của hai góc đối đỉnh. Trước khi vô tìm hiểu tính chất của hai góc đối đỉnh, cô có một câu hỏi nho nhỏ như sau. Các em hãy nhìn hình vẽ và cho cô biết góc X OY kẻ bù với góc nào, góc X phẩy OY phẩy kẻ bù với góc nào. Thì các em lưu ý cho cô, đây là phần kiến thức mà mình đã học năm lớp 6, cô ôn tập lại cho các em trước khi vô bài mới ha. Thì các em có thể nhìn thấy cho cô này, hai góc kẻ bù là hai góc mà sẽ tạo thành một đường thẳng và có tổng số đo bằng 180 độ. Vậy thì góc XOY, và các em có thể nhìn thấy chính là góc O1. Vậy thì góc O1 này nó sẽ kề bù với lại góc O2, cũng đồng thời góc O1 sẽ kề bù với lại góc O4. Và tương tự, câu hỏi của cô là góc X phẩy OY phẩy kề bù với góc nào, thì cô sẽ có được góc X phẩy OY phẩy chính là góc O3. Và góc O3 này nó sẽ kề bù với lại góc O2, và góc O3 cũng sẽ kề bù với lại góc O4. Như vậy là ở đây cô sẽ có được là góc O1 kề bù góc O2, góc O1 cũng kề bù với góc O4, góc O3 kề bù với góc O2, và góc O3 cũng kề bù với lại góc O4. Vậy thì bây giờ mình sẽ có một cái công việc rất là nho nhỏ sau đây, đó là tập suy luận ha các bạn ha. Trong phần tập suy luận này, các bạn hãy điền vào chỗ trống trong bài sau cho cô. Cô có một cái bài như sau, và các em hãy điền vào chỗ trống cho cô ha. Ta có góc O1 cộng với góc nào bằng 180 độ, góc O3 cộng với góc nào sẽ bằng 180 độ. Và như vừa xong cô đã có, đó là mình sử dụng đó là hai góc kề bù. Vậy thì góc O1 ở đây mình sẽ kề bù với góc nào? Vừa xong mình sẽ có đó là góc O1 kề bù với góc O2 và góc O4. Nhưng ở đây cô chỉ chọn một góc thôi, đó là cô sẽ chọn là góc O2. Như vậy cô có góc O1 và góc O2 là hai góc kề bù, thì tổng số đo của hai góc này sẽ bằng 180. Rồi tiếp theo là góc O3 cộng với góc nào cũng sẽ bằng 180 độ, là hai góc kề bù ha. Như vậy vừa xong mình sẽ có là góc O3 kề bù cũng với góc O2 và góc O4. Nhưng mà để cho giống với lại phần trên á, so với góc O1, cô sẽ chọn luôn đó là góc O2. Như vậy ở đây cô sẽ có được góc O3 cộng với góc O2 cũng sẽ bằng là 180 độ. Và các em có thể thấy là góc O1 và góc O3 cùng kề bù với lại góc O2. Cho nên ở đây mình có thể thấy hai góc O1 và góc O3 sẽ bằng nhau vì cộng với góc O2 bằng 180 độ.
Và như vậy ở đây các bạn có thể lật lại ở trong phần 1 nhỏ cô đã giới thiệu với các bạn ha. Góc O1 và góc O3. Góc O1 và góc O3. Như mình vừa mới tìm hiểu ở trên thì góc O1 và góc O3 là hai góc đối đỉnh. Vậy từ đây mình sẽ có được kết luận gì? Đó chính là hai góc đối đỉnh thì sẽ như thế nào đây nhỉ? Thì sẽ bằng nhau ha. Hai góc đối đỉnh thì sẽ bằng nhau. Thì cái kết luận này chính là tính chất của hai góc đối đỉnh. Vậy thì ở đây cô sẽ có được tính chất của hai góc đối đỉnh, đó là hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Vậy cô ví dụ góc O1 và góc O3 là hai góc đối đỉnh, nên góc O1 và O3 sẽ bằng nhau. Tương tự như vậy, góc O2 và góc O4 là hai góc đối đỉnh. Như vậy cô sẽ có được góc O2 sẽ bằng với lại góc O4. Như vậy vừa xong cô đã giới thiệu với các bạn về tính chất của hai góc đối đỉnh. Sau đây các bạn hãy làm cho cô một bài tập nhỏ nhỏ như sau ha. Các bạn điền đúng hoặc sai vào ô chấm sao cho phù hợp. Hệ đúng thì các bạn điền chữ D và sai thì các bạn điền chữ S. Cô có hai ý như sau: hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, hai góc bằng nhau thì đối đỉnh. Vậy trong hai ý này mình sẽ điền như thế nào đây? Ý thứ nhất ha, hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Các bạn thấy là câu này chính là câu khẳng định lại của phần tính chất vừa xong đúng không? Và đương nhiên câu này sẽ là một câu đúng. Còn câu hai góc bằng nhau thì đối đỉnh thì sao các bạn? Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh. Câu này thì chưa chắc là đúng hay không ha các bạn ha. Bởi vì đối với một số trường hợp hai góc bằng nhau nhưng mà chắc chắn sẽ không đối đỉnh. Và câu này sẽ là câu sai. Và để thể hiện cho câu này sai như thế nào, cô sẽ có một ví dụ minh họa sau đây. Cô có góc đó là góc XEI. Góc XEI, các bạn nhìn thấy góc XEI chưa? Và góc X'FI' như ở trên. Rồi bây giờ các bạn có thể nhìn thấy là đây nè, hai góc bằng nhau nhưng mà hoàn toàn không có đối đỉnh ha. Như vậy ở đây phần 3 nhỏ, 2 nhỏ cô đã giới thiệu với các bạn về tính chất của hai góc đối đỉnh. Bây giờ mình sẽ cùng sang phần tiếp theo, dựa vào phần 1 và phần 2 về thế nào là hai góc đối đỉnh và tính chất của hai góc đối đỉnh, để mình cùng đi làm các bài tập trong phần luyện tập. Ba nhỏ luyện tập. Trong phần luyện tập này các bạn sẽ làm cho cô một số bài tập sau. Câu thứ nhất là các bạn hãy chọn cho cô câu trả lời đúng. Cô có đề bài hai góc gọi là đối đỉnh khi A. Có đỉnh chung và có cùng số đo, B. Là có cùng số đo, C. Có hai cạnh song song từng đôi một, D. Có mỗi cạnh của góc này là tia đối của mỗi cạnh của góc kia. Như vậy ở đây muốn trả lời được câu hỏi này là ý nào đúng thì các bạn chỉ cần nhớ lại cho cô định nghĩa của hai góc đối đỉnh ha. Thì ở đây mình nhớ lại định nghĩa của hai góc đối đỉnh thì mình sẽ thấy ở đây ý đúng của mình sẽ là ý D. Và câu số 1 mình sẽ chọn phương án D sẽ là câu trả lời của mình. Như vậy cô sẽ đọc lại định nghĩa ha. Hai góc gọi là đối đỉnh khi có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia. Câu số 2, các bạn cũng sẽ chọn cho cô câu trả lời đúng. Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành ý A, một cặp góc đối đỉnh, ý B, hai cặp góc đối đỉnh, và ý C, ba cặp góc đối đỉnh, và ý D, bốn cặp góc đối đỉnh. Như ở trong phần 1 nhỏ cô đã nói với các bạn, đó là gì? Hai đường thẳng cắt nhau, mình sẽ tạo ra được các cặp góc đối đỉnh. Và ở đây mình sẽ có phương án đúng ở đây sẽ là phương án B.
hai cặp góc đối đỉnh ha các bạn ha. Giống như lúc nãy là hai đường thẳng x phẩy và y phẩy mình cách nhau thì mình sẽ tạo ra được bốn góc là góc O1, O2, O3, O4, và mình có O1 với O3 sẽ là hai góc đối đỉnh, O2 và O4 sẽ là hai góc đối đỉnh. Như vậy là mình sẽ xong câu số 2. Tiếp câu số 3. Trong câu số 3 các bạn cũng vẫn chọn cho cô câu trả lời đúng. Bây giờ cô cho góc XBZ đối đỉnh với góc YBT và góc XBZ có số đo bằng 60 độ. Bây giờ các bạn hãy tính cho cô số đo góc YBT. Cô có một hình minh họa bên cạnh và mình sẽ chọn các phương án A, B, C hay D ha. Vậy thì ở đây để chọn được phương án đúng thì các bạn lưu ý cho cô này. Mình nhớ lại cho cô tính chất của hai góc đối đỉnh là gì. Hai góc đối đỉnh thì như thế nào với nhau? Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Cho nên ở đây mình sẽ có được là góc XBZ đối đỉnh với góc YBT. Như vậy góc XBZ bằng 60 độ thì góc YBT cũng sẽ bằng góc XBZ. Và mình sẽ có được số đo của góc YBT là bằng 60 độ. Như vậy phương án đúng ở đây sẽ là phương án C. Câu tiếp theo ha các bạn ha. Câu tiếp theo là câu số 4. Chọn câu trả lời đúng. Cô có hình vẽ. Và bây giờ người ta hỏi nè, cái góc mà có số đo là M cộng với N sẽ bằng bao nhiêu độ? Cái góc có số đo là M với N cộng lại với nhau sẽ bằng bao nhiêu độ? Và các bạn nhìn hình, các bạn trả lời cho cô xem là bây giờ góc có số đo M và N đây cộng với nhau sẽ bằng bao nhiêu độ đây. Rồi, các bạn có thể nhìn hình vẽ và mình thấy này, góc X'OY bằng 120 độ, đúng không nào? Và mình sẽ có được là góc X'OY là đối đỉnh với lại góc X'OY. Như vậy cô sẽ có hai góc này bằng nhau và mình sẽ có được mỗi góc này sẽ bằng là bằng 120 độ. Bây giờ để tính được góc XOY, tức là góc có số đo là N đây, M và N đây, thì mình có thể thấy mình dựa vào đó là hai góc đối đỉnh thì sẽ như thế nào với nhau. Hai góc đối đỉnh thì sẽ bằng nhau ha. Vậy thì ở đây mình sao để tính được số đo M? Thì các bạn có thể dựa vào giống như cái phần tập suy luận lúc nãy cô đã cho các bạn làm á. Góc XOY và góc YOX' sẽ là hai góc kề bù. Như vậy tổng của hai góc này sẽ bằng 180. Mà một góc bằng 120 thì góc còn lại sẽ bằng 60. Góc này bằng 60 độ ha. Và góc N độ là góc đối đỉnh với lại góc M độ. Cho nên là hai số đo này sẽ như thế nào với nhau? Hai số đo này sẽ bằng nhau. Góc bên này cô đã tính ra được 60 độ thì tương tự góc còn lại là góc X'OY'. Cô xin lỗi các bạn một xíu đây. Góc X'OY' cũng sẽ là một góc bằng 60 độ. Rồi như vậy ở đây mình sẽ có được là tổng số đo của hai góc này sẽ là bằng 120 độ ha. Như vậy phương án đúng ở đây sẽ là phương án D. Tiếp theo là câu số 5. Trong câu số 5 này không phải là chọn câu trả lời đúng nữa các bạn. Các bạn đọc kỹ đề cho cô. Đây sẽ là chọn câu trả lời sai ha. Cô sẽ có tất cả 4 ý như sau. Các bạn đọc kỹ cho cô này. Ý A, hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh. Câu B, hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Câu C, hai góc bằng nhau thì đối đỉnh. Và câu D, nếu số đo góc M bằng số đo góc N và số đo góc P đối đỉnh với góc N thì góc M và góc P bằng nhau. Vậy thì ở đây mình sẽ sử dụng phương pháp loại trừ trước ha. Thì ở đây các bạn có thể thấy này, câu A chính là định nghĩa của hai góc đối đỉnh, đúng không nào? Câu B chính là gì? Tính chất của hai góc đối đỉnh. Hai góc đối đỉnh thì sẽ bằng nhau. Rồi, câu C, hai góc bằng nhau thì đối đỉnh. Các bạn có thể thấy ở đây là ý này chính là một trong hai ý đúng hoặc sai trong bài tập lúc nãy cô đã hỏi các bạn ha. Vậy thì các bạn có thể thấy luôn ở đây phương án C chắc chắn là sẽ sai rồi ha.
Phương án C chắc chắn là sẽ sai. Phương án D, tại sao phương án D lại đúng? Các bạn có thể nhìn cho cô này. Số đo góc M bằng số đo góc N. Góc P đối đỉnh với lại N. P với N đối đỉnh thì có phải là P với N sẽ bằng nhau không? Mà M với N lại bằng nhau. Như vậy ở đây mình sẽ có là M và P bằng nhau vì cùng bằng góc N. Đó là câu số 5. Tiếp tục sẽ sang câu số 6. Trong câu số 6, cô sẽ cho các bạn một đề bài như sau. Cho hai đường thẳng MN và PQ cách nhau tại A, viết tên các cặp góc đối đỉnh. Cô sẽ cho các bạn hình vẽ như sau. Đường thẳng MN và PQ cách nhau tại A. Bây giờ các bạn hãy viết cho cô tên các cặp góc đối đỉnh ha. Vậy thì mình sẽ có được cái gì đây? Góc đối đỉnh đầu tiên MAP. Các bạn nhìn kỹ cho cô xem góc MAP sẽ đối đỉnh với góc nào. Góc MAP sẽ đối đỉnh với lại góc NAQ. MAP sẽ đối đỉnh với lại góc NAQ. Đồng thời mình sẽ có thêm một cặp góc đối đỉnh nữa là góc MAQ đối đỉnh sẽ với lại góc, đó là góc NAP. Như vậy ở đây hai đường thẳng MN và PQ cách nhau tại A thì mình sẽ tìm ra được hai cặp góc đối đỉnh như ở trên cô đã trình chiếu cho các bạn ha. Tiếp theo là bài số 7. Bài số 7. Các bạn đọc kỹ đề cho cô nè. Cho hai đường thẳng XY và X'Y' cách nhau tại O. Viết số đo của góc IOY' là 40 độ. Tính số đo các góc còn lại. Đây là một dạng bài tập cô đã tổng hợp lại tất cả kiến thức từ đầu đến giờ mình đã học ha. Rồi trước khi làm bài này thì mình sẽ có một cái hình vẽ như sau. Rồi, hai đường thẳng XY và X'Y' cách nhau tại O. Trong đó có góc tạo thành đó là góc IOY' đấy các bạn. IOY'. Góc này sẽ có số đo bằng 40 độ. Và mình sẽ tính số đo các góc còn lại được tạo thành ha. Vậy thì ở đây nếu như mà đọc tên ba chữ của góc nó sẽ rất là dài. Cho nên cô sẽ ký hiệu các góc này như sau. Cái góc IOY' bằng 40 độ cô sẽ ký hiệu là góc O1. Góc tiếp theo là góc O2 sẽ là góc XOY'. Góc O3 sẽ là góc XOX'. Và góc O4 sẽ là góc X'OY. Như vậy cô sẽ có tất cả là 4 góc O và cô đã ký hiệu như ở trên hình ha. Vậy thì để giải bài này các bạn sẽ trình bày như sau cho cô ha. Đầu tiên, do cô biết số đo của góc O1 rồi thì cô sẽ tính được cái số đo gần nhất, đó chính là góc O3. Bởi vì các bạn có thể thấy cho cô đó là góc O1 và góc O3 sẽ là hai góc đối đỉnh. Cho nên ở đây cô sẽ có được hai góc này bằng nhau và cùng bằng là 40 độ. Như vậy ở đây trong 4 góc thì cô đã tính được góc O1 và góc O3 rồi. Bây giờ sẽ còn lại hai góc, đó là góc O2 và góc O4. Vậy thì muốn tính được số đo của góc O2 và O4 thì mình sẽ sử dụng đó là góc kề bù. Vậy thì ở đây cô sẽ sử dụng đó là góc O1 và góc O2 sẽ là hai góc kề bù. Vậy thì hai góc kề bù sẽ có tổng số đo bằng 180 độ nên cô sẽ ghi như sau ha. Ta có góc O1 cộng O2 bằng 180 độ và lý do ở phía sau ở đây cô ghi là hai góc kề bù. Do tổng của hai góc này bằng 180 độ nên cô sẽ có được góc O2 sẽ bằng 180 độ trừ đi góc O1. Góc O1 như ở trên cô đã có được là bằng 40 độ. Nên cô chỉ việc thay vào và cô tính ra được là 180 độ trừ 40 độ và sẽ ra được là 140 độ. Như vậy ở đây cô sẽ có được góc O2 là bằng 140 độ. Rồi, vậy như vậy là mình sẽ còn một góc cuối cùng chưa có biết được thôi. Đó chính là góc O4. Vậy thì muốn tính được góc O4, mình sẽ dựa vào góc O2. Có thể thấy ở đây là góc O2 và góc O4 là hai góc đối đỉnh. Cho nên ở đây mình sẽ có được góc O4 sẽ bằng với góc O2 và cùng bằng là 140 độ.
Như vậy, từ việc biết số đo của góc O1 bằng 140 độ, cô đã tính được số đo của góc O2, O3 và O4. Và ở đây mình sẽ kết luận lại một câu nữa cho cô ha. Vậy góc O2 sẽ bằng 140 độ, O3 sẽ bằng 40 độ và góc O4 sẽ bằng là 140 độ ha các bạn ha. Như vậy là vừa từ nãy đến giờ cô với các bạn đã cùng làm một số bài tập để củng cố lại các kiến thức trong bài hai góc đối đỉnh. Vậy thì ở đây cô đã đi qua được các phần đó là thế nào là hai góc đối đỉnh, tính chất của hai góc đối đỉnh và cùng với các em luyện tập. Còn một phần cuối cùng ở đây nữa đó là phần hướng dẫn học bài ở nhà. Vậy thì trong phần 4 hướng dẫn học bài ở nhà này thì các em cần lưu ý cho cô những điều như sau. Thứ nhất, ở nhà các em hãy học thuộc định nghĩa và tính chất của hai góc đối đỉnh. Thứ hai, các em thực hành vẽ góc đối đỉnh với một góc cho trước, vẽ hai góc đối đỉnh như thế nào ha. Thứ ba là các em sẽ ôn tập lại các bài tập đã luyện tập ở mục số 3. Thứ tư, các em sẽ làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trong sách giáo khoa trang số 82 và 83. Và thứ năm là các em sẽ làm một bài tập thêm ở phần sau đây cô ghi thêm cho các em ha. Bài tập thêm như sau. Hình bên là một mẫu gạch được trưng bày trong một cửa hàng nội thất. Viết rằng cặp góc S1, S2 kề bù, cặp góc S2, F3 kề bù. Giả sử góc S1 bằng 60 độ, các bạn hãy tính cho cô góc S2 và góc F3 sẽ có số đo bằng bao nhiêu. Thì các bạn có thể thấy ở trong này, bài tập này giống với lại bài tập số 7, câu số 7 ở trong phần luyện tập số 3 vừa xong cô đã cho các bạn làm. Vậy thì bài này các bạn dựa vào câu số 7 để các bạn trình bày lại cách làm dùng cô ha. Đó là với bài tập làm thêm. Ngoài ra đối với một số bạn chưa có sách thì các bạn có thể xem phần hình chụp cô đã chụp lại các bài tập số 1, số 2, 3, 4, 5, 6 ở phía sau đây. Thì đầu tiên sẽ là bài số 1 và bài số 2. Đối với bài số 1 và bài số 2 thì các bạn lưu ý cho cô là bài 1 và bài 2 này mình chỉ cần điền vào chỗ trống thôi. Nên bài 1 và bài 2 các bạn đọc kỹ lại cho cô khái định nghĩa hai góc đối đỉnh là một. Cái thứ hai là tính chất của hai góc đối đỉnh mình sẽ điền vào trong dấu chấm ở trong bài tập số 1 và bài tập số 2. Tiếp tục là bài tập số 3 và bài tập số 4. Thì bài tập số 3 và bài tập số 4 là cô sẽ có bài số 3 sẽ giống với lại câu số 6 lúc nãy cô đã cho các bạn làm. Số 4 thì mình sẽ có được đó là bài này mình sẽ giống ha các bạn ha. Cũng giống với lại một phần câu số 7 mà lúc nãy cô đã cho các bạn làm, được chưa nào? Rồi, hoặc là giống với lại câu số 3 lúc nãy cô đã cho các bạn làm á. Các bạn có thể xem lại trong cái phần bài giảng phía trên của cô ha. Câu số 4 sẽ giống với lại câu số 3 ở trong phần luyện tập nha các bạn ha. Còn bài số 5. Bài số 5 thì ở đây người ta vừa yêu cầu mình vẽ, vừa yêu cầu mình tính số đo. Vậy thì các bạn đọc cho cô đến đâu thì các bạn hãy làm đến đó. Ví dụ như ở đây bài số 5 trong câu A người ta yêu cầu vẽ thì các bạn vẽ cho cô. Vẽ góc ABC trước. Sau đó ở trong câu B thì mình vẽ góc kề bù. Và bây giờ mình sẽ tính số đo. Thì cô gợi ý là trong câu B này các bạn hãy dựa vào tính chất của hai góc đối đỉnh ha, để mình sẽ tính được số đo của góc người ta yêu cầu. Rồi tương tự câu C các bạn cũng sẽ đọc kỹ đề và mình tính cho cô cái góc mà người ta yêu cầu ha. Cũng rất là dễ thôi các bạn, không có gì khó cả. Rồi tiếp theo đó là câu số 6. Bài tập số 6 này người ta sẽ có là vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho có một góc tạo thành là bằng 47 độ
và yêu cầu các bạn tính số đo các góc còn lại. Nhiều bạn khi đọc đề này các bạn sẽ không biết vẽ hình như thế nào, bởi vì vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho tạo thành một góc 47 độ. Vậy thì cô sẽ có hướng dẫn cho các bạn như sau. Đầu tiên các bạn vẽ cho cô một góc có số đo bằng 47 độ. Sau khi các bạn vẽ cho cô một góc có số đo bằng 47 độ, các bạn hãy kẻ tia đối với hai tia là hai cạnh của góc mà các bạn đã vẽ, thì mình sẽ được một cái hình đó là hai đường thẳng cắt nhau mà trong đó có một góc tạo thành bằng 47 độ ha. Còn cách giải của bài này thì giống với bài nào? Cách giải của bài này sẽ giống với lại câu số 7 lúc nãy cô đã hướng dẫn với các bạn, và cũng sẽ giống với lại cái bài mà hình ảnh của viên gạch vừa xong cô đã cho các bạn chép để làm thêm đó. Như vậy, về nhà các bạn nhớ chú ý làm các bài tập cho cô và ôn thật đầy đủ kiến thức ha. Tiết học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau ha. Xin chào các em.